Thưa quý vị, mạng xã hội Twitter sắp tới sẽ cho phép các chủ báo tính phí người dùng trên nền tảng này. Mức giá vẫn chưa được công bố nên dư luận vẫn còn tranh cãi về tính khả thi của biện pháp này. Kế hoạch sẽ được triển khai vào đầu tháng 5. Twitter dự kiến tính phí trên cơ sở từng bài viết mỗi lần xem. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về mức giá cũng như việc Twitter sẽ hưởng bao nhiêu phần trăm từ mức phí này. Ông chủ Twitter là tỷ phú Elon Musk khẳng định đây là biện pháp có lợi cho cả các tờ báo và người dùng thông thường. Nhìn chung, do thông tin cho tới lúc này vẫn còn mù mờ nên dư luận đang chia hai ngả. Người phản đối biện pháp thu phí thì cho rằng không chắc có lợi cho tác giả bài viết hay không. Người ủng hộ thì cho rằng đây là ý tưởng tuyệt vời để các tờ báo được trả công tương xứng hơn. Kể từ khi tiếp quản Twitter vào tháng 10 năm 2022, Elon Musk đã nhanh chóng bắt tay vào cải tổ bộ máy. Công ty đã triển khai dịch vụ xác minh Twitter Blue dưới dạng dịch vụ trả phí và sa thải khoảng 80% nhân viên. Twitter cũng đang có kế hoạch tính phí ít nhất 42.000 đô la Mỹ một tháng để các nhà phát triển truy cập vào luồng dữ liệu của công ty. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.